Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ án tử tù Hồ Duy Hải, điều tra viên nói gì về việc không thu giữ vật chứng? Theo điều tra viên, con dao chiếc thớt là hung khí dùng để giết người đã mất nên phải mua dao thớt mới về cho Hồ Duy Hải nhận dạng. Phía điều tra thừa nhận có sai sót trong vụ việc. Ngày 7 tháng 5, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao tiếp tục xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm với kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc hủy bản án tử hình đã tuyên cho Hồ Duy Hải, sinh năm 1985 ở Thủ Thừa, Long An. Án sơ thẩm trước đó xác định tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hải đến đu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa và sát hại các chị Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Ánh Hồng, bằng cách dùng thớt ghế inox đập vào người dùng dao cứa cổ. Sau đó, Hải lấy tiền sim điện thoại của các nạn nhân để bán. Một thời gian sau, Hải lo sợ bị phát hiện nên đã đốt quần áo mình mặc hôm gây án. Theo kháng nghị, Viện Kiểm sát tối cao cho rằng biên bản khám nghiệm tử thi cho thấy vết thương không phù hợp với việc Hải đánh bằng tay chân như bản án đã tuyên chiếc ghế inox được thu giữ không liên quan đến vụ án vì có mã số khác với chiếc ghế trong biên bản khám nghiệm hiện trường. Cơ quan điều tra ở Long An không thu thập chứng cứ như chiếc thớt hung khí, con dao gây án đã bị đốt, phải mua một con dao khác thay vào. Tại phiên giám đốc thẩm đại diện hội đồng xét xử yêu cầu giải thích lý do không thu giữ được thớt và dao nhưng vẫn kết luận chúng là công cụ gây án. Đại diện cơ quan điều tra trả lời, đây là vụ án truy xét quá trình khám nghiệm không tìm ra con dao vì sau khi giết người hại rửa sạch rồi cất kỹ. Khi bàn giao lại hiện trường nhân viên bu điện phát hiện được con dao này nhưng lại đem đốt. Cũng theo điều tra viên trong quá trình điều tra đã tập trung truy tìm vật sắc nhọn vì vết thương ở cổ nạn nhân nên không để ý đến cái thớt và ghế. Sau khi bị bắt, Hồ Duy Hải khai rửa sạch dao và giấu vào vách tường. Không phải người gây án sẽ không biết được chi tiết này. Điều tra viên cũng thừa nhận sơ suất khi không cho hại vẽ lại con dao thớt là hung khí. Tiếp đến, hồ sơ vụ án thể hiện khi khám nghiệm hiện trường phía điều tra phát hiện một con dao khác nhưng không thu giữ. Con dao này cũng bị đốt và không thấy phần lưỡi ở đống cho. Về việc này điều tra viên cho biết do thấy dao không dính máu nên bỏ đi Sau đó cũng bị thu dọn để đốt và có thể đã bị ve chai nhặt mất phần lưỡi Tòa án cũng hỏi việc mua dao thớt ở chợ để coi là công vụ là công cụ của vụ án phạm tội và sẽ gây căn cứ vào quy định nào. Điều tra viên giải thích việc mua dao thớt chỉ để nhận dạng đồng thời để chứng minh lời khai của hại. Phía điều tra không coi đây là công cụ gây án. Hội đồng thẩm phán cũng yêu cầu làm rõ tàn cho thu được tại nhà của Hồ Duy Hải thể hiện việc sau khi gây án Hải đã đốt bỏ quần áo vật dụng có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng tàn cho này chưa có giá trị chứng minh vì người nhà của Hải có thói quen đốt bỏ quần áo cũ. Điều tra viên phản bác quan điểm này và khẳng định sau khi Hải Khai đã đốt quần áo hoặc mặc hôm gây án và công an đã khám nghiệm, khám xét phát hiện hai đống tàn tro trong có vật dụng còn cháy dở gồm có vải và nhựa. Khi đó Hồ Di Hải xác nhận đó là dây lưng quần và quần áo của mình cháy dở. Giám đốc thẩm vụ án Hồ Di Hải vì sao không có dấu vân tay của Hải ở hiện trường. Tại phiên xử giám đốc thẩm chiều ngày 7 tháng 5 đại diện vị Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng việc lấy dấu vân tay đang thể hiện có nhiều thiếu sót không thu được dấu vân tay của Hồ Duy Hải ở hiện trường bưu điện cầu voi. Tại phiên xử, đại diện vị Kiểm sát đặt vấn đề về những mâu thuẫn liên quan đến dấu vân tay được thu tại hiện trường vụ án. Kết quả giám định cho thấy dấu vân tay thu được ở hiện trường cửa kính vòi nước lavabo không phải của bị cáo Hồ Duy Hải. Tại bút lục 53 nêu rõ bản kết luận giám định số 158 trên KLP21 ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Long An kết luận các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải. Đại diện cho cơ quan điều tra công an tỉnh Long An cho biết đã tiến hành lấy mẫu vân tay tại hiện trường vụ án và khu vực nhà vệ sinh. Kết quả không thu được dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Việc không có dấu vân tay của Hồ Duy Hải là trùng khớp với lời khai tại các biên bản hỏi cung là sau khi gây án, Hải đã đi rửa tay nên không để lại dấu vân tay. Sau khi nghe cơ quan điều tra giải thích, thành viên hội đồng thẩm phán đặt vấn đề có rất nhiều khu vực có thể lưu lại dấu vân tay, tại sao lại chỉ lấy vân tay tại cửa nhà vệ sinh và lavabo, là, là nơi hải rửa tay. Thêm nữa hiện trường của vụ án rất rộng, từ nơi hải gây án đến nhà vệ sinh, những nơi có thể lưu lại dấu vân tay như ly nước, chiếc ghế, hộc tủ, tủ đựng tiền, đặc biệt là hung khí, tại sao không lấy dấu vân tay trên đó và những dấu vân tay còn lại là của ai? Ngoài các dấu vân tay tại hiện trường chưa xác định được của ai, còn có đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn My Son đã truy dấu, truy xuất dấu vân tay chưa? Đại diện cơ quan điều tra cho rằng bị cáo Hồ Duy Hải thực hiện rất nhiều thao tác tại nhiều vị trí nhưng không thu được dấu vân tay là bình thường. Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ được 7 dấu vân tay, trong đó có hai dấu vân tay của nạn nhân vì và năm dấu vân tay khác không xác nhận được của ai và bên cạnh đó cũng không tìm được dấu vân tay của nạn nhân H. Cơ quan điều tra cho biết Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn Mỹ Son là hai đối tượng nghi vấn đã được lấy dấu vân tay nhưng kết quả không trùng khớp với dấu vân tay tại hiện trường. Đại diện viện kiểm sát tối cao đưa ra lập luận đây là án truy xét nên việc lấy dấu vân tay tại hiện trường của vụ án là rất quan trọng. Theo đại diện viện kiểm soát, việc lấy dấu vân tay đang thể hiện có nhiều thiếu sót. Tiếp tục thành viên hội đồng xét xử đặt câu hỏi căn cứ vào đầu điều tra viên xác định được đối tượng tình nghi trong vụ án khi không dựa vào dấu vân tay để lại tại hiện trường. Thành viên hội đồng xét xử dẫn chứng ban đầu điều tra viên xác định Đinh Vũ Thường là đối tượng tình nghi, sau đó chuyển thành nhân chứng vì không tìm thấy dấu vân tay của Thường tại hiện trường. Ngược lại, Hải lại trở thành hung thủ dù cũng không tìm thấy dấu vân tay của Hải ở hiện trường. Cơ quan điều tra cho rằng dấu vân tay chỉ là một căn cứ để xác định hung thủ. Thường và hai người nữa được loại khỏi danh sách tình nghi vì có tình tiết ngoại phạm. Tranh án Toàn nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhận định theo lợi trả lời của cơ quan điều tra thì cơ quan điều tra có tìm dấu vân tay tại hiện trường nhưng có nhiều vị trí không thấy có thấy dấu vân tay nhưng lại không phải của Hải. Chủ tọa phiên xử chấp thuận đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An cung cấp bản chính các tài liệu, đặc biệt là những tài liệu liên quan đến bản vân tay thu được từ hiện trường vụ án để hội đồng xét xử đánh giá tài liệu này làm rõ bản chất của vụ án khi nghị án. Tại sao lời khai đầu tiên của Hải không nhận tội, không lưu trong hồ sơ của vụ án? Hội đồng thẩm phán yêu cầu các cơ quan tố tụng giải trình lý do tại sao lời khai đầu tiên Hải không nhận tội không lưu trong hồ sơ của vụ án. Trong kháng nghị đại diện Viện kiểm sát tối cao đã nêu nhiều sai sót về tố tụng trong quá trình điều tra vụ án truy tố xét xử, trong đó có lời khai đầu tiên của Hồ Duy Hải thể hiện không nhận tội đã không được lưu trong hồ sơ của vụ án. Giải thích về vấn đề này, điều tra viên cho biết qua giả soát danh sách điện thoại thấy có Hải nên mời Hải lên hỏi cùng với khoảng 100 người khác. Khi hỏi Hải về thời gian sử dụng trong ngày, Hải khai đi đám tang với một số người nhưng xác minh thấy không đúng. Dẫn đến nghi vấn, hôm sau ngày 21 tháng 3 năm 2008, cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai của Hải. Qua đấu tranh, Hải khai nhận hành vi phạm tội do lời khai ban đầu chỉ là sàng lọc nên không lưu trong hồ sơ, điều tra viên nói. Theo đánh giá của chủ tọa, việc không đưa lời khai ngày 20 tháng 3 của hồ sơ của hồ Di Hải vào hồ sơ là sai. Tranh án cũng đề nghị điều tra viên giải thích về việc một số biên bản hỏi cung có sửa chữa nhưng không có chữ ký của người khai như kháng nghị đã nêu. Điều tra viên cho rằng chỉ sửa chữa lỗi chính tả không ảnh hưởng đến lời khai của bị can. Hội đồng yêu cầu chiếu những bút lục mà kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nêu xem sửa chữa như thế nào. Bản chiếu lên cho thấy đó là những sửa chữa nhỏ. Tránh án Nguyễn Hòa Bình nhận xét dù điều tra viên giải thích là sửa lỗi chính tả nhưng cũng là sai. Bởi đây là biên bản tố tụng nếu sửa thì phải có chữ ký của người khai. Cơ quan điều tra thừa nhận có những thiếu sót trong khi tiến hành điều tra vụ án này. Tại viên xử giám đốc thẩm sáng ngày 7 tháng 5, đại viện đại diện viện kiểm sát đề nghị thực nghiệm lại hiện trường do kết luận của thời gian Hải có mặt ở bưu điện đều từ những chứng cứ gián tiếp. Đại diện viện kiểm sát cho rằng dữ liệu của bưu điện có cuộc điện thoại của Hải nhưng là từ buổi trưa lúc 11 giờ 25 đến 13 tháng của ngày 13 tháng 1 năm 2008 không có ý nghĩa chứng minh gì Lời khai của nhân chứng chỉ nói nhìn thấy một thanh niên cũng chỉ nói về khoảng thời gian là khoảng 19 giờ nhìn thấy. Người bán hoa quả gần bưu điện cũng chỉ xác nhận có chị Vi đến mua hoa quả nhưng không xác nhận được người đưa tiền cho Vi mua hoa quả là Hồ Duy Hải. Cơ quan điều tra giải thích thường là đối tượng tình nghi nên lời khai không đưa vào hồ sơ nhân chứng. Nhưng lời khai này là một chứng cứ quan trọng trong vụ án nên đề nghị cung cấp cho Viện Kiểm sát và Hội đồng Giám đốc thẩm. Từ những lập luận nêu trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị cần thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Trong đó, tính cả thời gian Hải có mặt ở tiệm cầm đồ, đi trả xe rồi từ đó đến bưu điện. Tranh án Nguyễn Hòa Bình đồng tình đây là những chứng cứ gián tiếp, tuy nhiên ông Bình cho rằng nếu tách ra từng lời khai tình tiết, chứng cứ một cách độc lập thì không nói nên điều gì nhưng tổng hợp lại thì sẽ có vấn đề. Đồng thời đề nghị đến phần đánh giá chứng cứ, các thẩm phán sẽ đánh giá tổng thể các chứng cứ. Vụ án Hồ Duy Hải đã kéo dài 12 năm cho đến bây giờ các yếu tố để kết tội hại vô cùng yếu và không thuyết phục. Ba ngày vừa qua, xét xử giám đốc thẩm đang diễn ra nhìn ảnh ông Nguyễn Hòa Bình trên truyền thông, thấy tóc ông bạc trắng, khuôn mặt sọm xuống, chứng tỏ áp lực cho ông là vô cùng khủng khiếp. Không áp lực sao được khi năm 2011, chính ông ngồi ghế viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bác đơn kháng án của Hồ Di Hải, y án tử hình vì tội giết người, dã man và cướp của. Bây giờ ông lại ngồi ghế tránh án Tòa án Nhân dân tối cao để thẩm lại vụ án do chính mình bác bỏ trước đó. Không áp lực sao được khi mà bốn cán bộ điều tra đã lần lượt chết, có người thì đột tử, không biết do bệnh tật tai nạn hay bị báo oán. Không áp lực sao được khi các đại biểu Quốc hội, giới luật sư, dư luận xã hội, các cơ quan truyền thông vạch ra những sai lầm trong quá trình điều tra kết tội hại. Thậm chí có những sai lầm ngây ngô ngớ ngẩn như chuyện ra chợ mua dao thớt về để minh họa dụng cụ gây án hoặc khai đốt con dao vì cho rằng nó không phải dụng cụ gây án, vân vân thậm chí còn đặt ra câu hỏi về một nhân vật có thể là nghi can thực sự của vụ án, Nguyễn Văn Nghị. Dư luận xã hội không làm thay tòa án để kết tội một con người có tội hay vô tội, nhưng bằng những chứng cứ kết tội vô cùng yếu của cơ quan điều tra, họ có quyền tin là hại vô tội. Ông Bình ngồi ghế chủ tọa phiên tòa nếu như ông Nguyễn Hòa Bình kết tội sai ông không chỉ giết chết một mạng người mà ông đang giết chết cả một nền công lý. Việt Nam đang ở trong một thời, thời khắc rất quan trọng trong việc xây dựng niềm tin trước bạn bè quốc tế, hòa nhập vào thế giới văn minh. Hy vọng vào một cái kết làm cho người dân tin vào công lý ở Việt Nam dù muộn nhưng có thật. Hội đồng thẩm phán tòa án tối cao đang ra những phán quyết cuối cùng về vụ Hồ Duy Hải. 15 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng 5, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao công bố phán quyết giám đốc thẩm đối với vụ án Hồ Duy Hải. Đúng 15 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng 5, Phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ đã thay mặt Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao công bố phán quyết giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm được mở từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5. Hội đồng thẩm phán phiên giám đốc thẩm có 17 thẩm phán do tránh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa. Trong hai ngày qua, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã xem xét toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Diễn biến tại phiên tòa cho thấy bản án đối với bị cáo Hồ Di Hải có nhiều nội dung chưa phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Việc thu thập, đánh giá các chứng cứ, tài liệu chưa đầy đủ. Nhiều nội dung cần chứng minh của vụ án còn mâu thuẫn. Đó là mâu thuẫn về hành vi tấn công nạn nhân, hành vi hiếp dâm nạn nhân của bị cáo. Không có nhân chứng nào khẳng định được Hồ Di Hải có mặt tại hiện trường vụ án. Chưa điều tra làm rõ được địa điểm người tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có theo lời khai của bị cáo. Theo ngã kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong vụ án Hồ Duy Hải, các cơ quan tiến hành tố tụng đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Trong đó, bỏ sót những chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai lầm trong giải quyết vụ án liên quan đến những kháng nghị này đại diện điều tra viên công an tỉnh long an thừa nhận do sơ xuất trong khám nghiệm hiện trường nhận thấy của điều tra viên còn hạn chế trong xác định rõ dấu vết hung khí tuy nhiên cả cơ quan điều tra và cơ quan tố tụng sơ thẩm phúc thẩm đều cho rằng có sai sót không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án Liên quan đến vấn đề này, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiều lần nêu rõ tại tòa kháng nghị của cơ quan này không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan, mà là đề nghị hủy bản án điều tra lại để làm rõ những vấn đề thủ tục điều tra tố tụng. Trong buổi sáng ngày 8 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đề nghị có 6 việc phải làm khi điều tra lại. Đó là thực nghiệm lại điều tra hiện trường, xác định dấu vân tay là của ai và các đối tượng tình nghi, trưng cầu giám định thời điểm nạn nhân chết, làm rõ cơ chế gây thương tích, xác định rõ hơn động cơ, mục đích gây án, bổ sung vào hồ sơ vụ án những tài liệu chứng cứ đang có trong hồ sơ nghiệp vụ của cơ quan điều tra. Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định có đủ căn cứ và đủ cần thiết để kháng nghị hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để làm rõ mâu thuẫn thiếu sót trong tố tụng. Những vấn đề trên cần phải khắc phục để bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan đúng pháp luật không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, trong buổi trưa ngày 8 tháng 5 căn cứ vào các nội dung trong vụ án, chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã lấy biểu quyết về bốn vấn đề cụ thể. Vụ án đã có những sai sót về tố tụng như đã nêu, những sai sót đó có làm thay đổi bản chất vụ án hay không? Kết quả 17 trên 17 thành viên biểu quyết không thay đổi bản chất của vụ án. Bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm kết án Hồ Duy Hải có đúng người đúng tội đúng mức án hay không? Kết quả 17 trên 17 thành viên biểu quyết đúng người đúng tội và đúng mức án. Quyết định số 639 trên quy đề CTN ngày 17 tháng 5 2012 của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực. Quyết định kháng nghị số 15 trên quy đề VKSNGTC V7 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có đúng pháp luật hay không? Kết quả 17 trên 17 thành viên biểu quyết không đúng pháp luật. Chấp nhận kháng nghị hủy hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm trả hồ sơ điều tra bổ sung hay không chấp nhận kháng nghị kết quả. 17 trên 17 thành viên biểu quyết không chấp nhận kháng nghị. Vụ án Hồ Duy Hải phạm tội giết người và cướp tài sản xảy ra tại tỉnh Long An từ đầu năm 2008. Hai nạn nhân bị sát hại là nữ nhân viên bưu điện cầu voi huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Bản án sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Long An và bản án phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh khi đó đều tuyên phạt tử hình đối với Hồ Duy Hải. Năm 2011, tránh án Tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đều có quyết định không kháng nghị bản án Năm 2012, Chủ tịch nước cũng đã có quyết định bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, bản án chưa được thi hành do ngày 4 tháng 12 năm 2014, Văn phòng Chủ tịch nước có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch nước về việc tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải và yêu cầu tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ đạo xem xét làm rõ Hồ Duy Hải có bị kết án oan sai hay không và báo cáo Chủ tịch nước. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, đề nghị hủy các bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm đã tuyên đối với Hồ Duy Hải để điều tra lại. Vậy là phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, người đã bị hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm kết án tử hình vì căn tội giết hai nhân viên bưu điện cầu voi đã khép lại với kết quả đúng như những dự đoán mà nhiều người đã được đã đoán định trước và hội đồng thẩm phán biểu quyết bác khán nghị của vụ Hồ Duy Hải với kết quả 17 trên 17. Có nghĩa là Hồ Duy Hải vẫn sẽ phải chịu án tử hình. Ngay từ việc đuổi thẩm phán Trần Hồng Phong không cho ông tham dự phiên tòa vì hết phận sự khi ông mới tham dự phiên tòa được buổi sáng ngày 6 tháng 5 mặc dù giấy mời ông tham dự 3 ngày đã làm cho dư luận nghi ngờ về một phiên tòa thiếu công minh. Mặc dù luật sư Trần Hồng Phong nêu trong những điểm bất thường trong vụ án như cơ quan tố tụng tiến hành tố tụng Long An có hành vi rút ra khỏi hồ sơ vụ án nhiều tài liệu quan trọng là chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Bịa đặt kết quả giám định dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Cụ thể, cơ quan điều tra đã giám định dấu vân tay của Hồ Duy Hải So sánh với dấu vân tay của hung thủ thu giữ được tại hiện trường của vụ án. Kết luận giám định ngày 11 tháng 4 năm 2008, kết luận các dấu vân tay thu giữ tại hiện trường vụ án không trùng khớp với 10 ngón tay của Hồ Duy Hải. Đây chính là chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải nhưng kết quả giám định dấu vân tay này đã bị rút ra khỏi hồ sơ của vụ án. Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã nói dối rằng dấu vân tay không dám định được. Trang 6 bản án sơ thẩm. Ngụy tạo vật chứng hung khí con dao gây án khi cơ quan cảnh sát điều tra kết luận Hồ Duy Hải dùng dao cắt cổ hai nạn nhân nhưng thực tế không thu giữ được tang vật. Sau khi bắt giam Hồ Duy Hải, cơ quan điều tra cử người ra chợ mua một con dao và một cái thớt để làm chứng cứ buộc tội Hồ Duy Hải. Anh Đinh Vũ Thường là người duy nhất vào bưu điện cầu vòi tối xảy ra vụ án. Tại biên bản ghi lời khai ngày 31 tháng 3 năm 2008, anh Thường khai không thể nhận dạng chính xác người thanh niên đó qua khuôn mặt được. Tuy nhiên, cáo trạng lại căn cứ vào lời khai này và cho rằng nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy Hồ Duy Hải ngồi trong bưu điện tại thời điểm xảy ra vụ án. Lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định hung thủ là ai. Tuy nhiên, khi xét xử tòa án đã không triệu tập nhân chứng này và tham gia phiên tòa. Các bản án sơ thẩm và phúc thẩm cũng thể hiện anh thường không tham gia phiên tòa. Hội đồng xét xử đã xét xử và không thể thẩm vấn làm rõ tình tiết anh thường có nhìn thấy hồ duy hại tại bưu điện cầu Voi hay không. Vì vậy việc tòa giám đốc thẩm tuyên án, tuyên y án là rất dễ hiểu vì những lý do sau đây. Thứ nhất, người ngồi ghế tránh án chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 là ông Nguyễn Hòa Bình, người mà năm 2011 đã bác đề nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Nay nếu ông tuyên khác gì, tự ông vả vào mặt ông, nhổ ra rồi liếm lại. Thứ hai, ngàn ngữ Việt Nam có câu phủ bình phủ huyện bình huyện. Vì ngay từ khi điều tra viên và một số phương tiện truyền thông của VTV và một số báo đài khác rêu rao rằng mặc dù thừa nhận có một số sai sót trong quá trình điều tra nhưng không làm thay đổi vấn đề bản chất của vụ án. Có nghĩa là một số báo chí đã được chỉ đạo từ trước phải định hướng dư luận viết theo chỉ đạo Danh sách 17 thẩm phán dơ tay biểu quyết nhất trí 100% bác bỏ kháng nghị của Viện Kiểm sát và y án tử hình đối với Hồ Duy Hải trong phiên giám đốc thẩm chiều ngày 8 tháng 5 năm 2020 gồm có tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, các phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Bùi Ngọc Hòa, phó tranh án thường trực, Tống Anh Hào, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Thuân, Nguyễn Thúy Hiền, Dương Văn Thăng, tranh án Tòa án Quân sự Trung ương. Lê Hồng Quang, các thẩm phán tòa án tối cao bao gồm Nguyễn Trí Tuệ, Lương Ngọc Trâm, Lê Văn Minh, Nguyễn Văn Du, Chu Xuân Minh, Đặng Xuân Đào, Trần Văn Cò, Đào Thị Xuân Lan, Nguyễn Thị Hoàng Anh. Chỉ riêng với việc các vị thẩm phán biểu quyết 100% y án sơ thẩm đã chứng tỏ việc đưa vụ án Hồ Duy Hải ra giám đốc thẩm chỉ là một trò hề, một vở kịch không hơn không kém nhằm đánh lừa dư luận mà thôi. Lịch sử sẽ ghi công các vị thẩm phán này vì đã có công giết người vô tội. Xin mượn lời tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc tại phiên tòa ngày 14 tháng năm 2018 khi bị tòa án Thái Bình kết án 13 năm tù 5 năm quản chế với tội danh là âm mưu lật đổ chính quyền thì ông không thèm nói một lời nào để biện bác hoặc xin sỏ cho mình mà chỉ chửi động một câu đờ mơ tòa. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.